Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn bài học đầu tiên là về cảm xúc. Mình nghĩ là bài học về cảm xúc là bài học mà với phần lớn mọi người có thể là họ sẽ mất cả đời mà họ vẫn chưa học được bài học về cảm xúc. Sau cái bài học này thì mình hy vọng là các bạn có thể nghiêm túc hơn để mà tìm hiểu về chủ đề này, để mà nghiên cứu về chủ đề này. Nếu như các bạn muốn làm chủ cảm xúc chứ không phải để cảm xúc nó chi phối các bạn nữa. Đầu tiên thì chúng ta phải nói về cái tầm quan trọng của cảm xúc các bạn. Emotion, cảm xúc của các bạn. Trong tiếng Latin nó nghĩa là to move, tức là để chuyển động, để di chuyển, để làm cái gì đó. Tức là mỗi cảm xúc nó xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta làm cái gì đó. Các bạn thấy là các bạn sẽ không cố gắng chạy thật là nhanh để mà tới kịp giờ hẹn nếu như các bạn không có cái cảm xúc của sự tội lỗi, đúng không? Hoặc là không muốn mình là một người thất hứa, không muốn để người khác thất vọng. Và với những cảm xúc đó nó sẽ thúc đẩy các bạn thật là nhanh để mà tới gặp cực kỳ đúng giờ. Hoặc là một bài học mà mình cũng sẽ nhắc tới trong những cái clip tiếp theo, đó là bài học về tình yêu. Tình yêu nó là gì các bạn? Nó là một dạng cảm xúc thôi. Các bạn gặp một ai đó và các bạn có những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và những cái cảm xúc đó nó thôi thúc các bạn muốn tìm hiểu về đối phương, muốn xem Facebook của họ, muốn xem Instagram của họ, muốn nhìn thấy họ thường xuyên hơn. Và có điều gì đó đang xảy ra bên trong con người của mình. Và mình rất là hứng thú với họ. Và mình rất là muốn ở bên cạnh họ, đúng không các bạn? Thì đó đều là cảm xúc hết. Các bạn thấy là cảm xúc nó cho chúng ta thấy được cái sự thú vị của cuộc sống. Cái nào là hay, cái nào là vui, cái nào là phấn khích. Rồi những cái cảm xúc như là sự tò mò, sự háo hức. Cảm xúc nó làm chúng ta cảm thấy chúng ta được sống các bạn. Được sống rất là rõ ràng. Chưa dừng lại ở đó thì cảm xúc nó còn giúp chúng ta hiểu được những người xung quanh đang như thế nào nữa. Nếu mà chúng ta biết cái người xung quanh họ đang có một cái gì đó khó chịu, không thoải mái hoặc là bực dọc, thì chúng ta có nên cho họ lời khuyên các bạn? Chúng ta có nên la mắng họ không các bạn? Rõ ràng là không, đúng không? Khi mà chúng ta hiểu được cảm xúc của những người xung quanh, chúng ta biết họ đang trải qua điều gì. Và từ đó chúng ta có những cái cách nói chuyện, có những cách tương tác và ứng xử phù hợp. Mình nghĩ là các bạn đã từng đâu đó một lần trong đời xem mấy cái bộ phim Hàn Quốc, đúng không? Hoặc là phim Mỹ. Thì sẽ có một cái người họ không có hiểu được cảm xúc của những người xung quanh. Người đó hoặc là họ có cái vấn đề gì đó về phần não bộ, hoặc là họ là những người có IQ, tức là chỉ số thông minh rất là cao. Nhưng mà họ lại không có bất kỳ cái cảm xúc nào, họ không thấy được giận hờn từ môi trường xung quanh. Và họ có thể làm cho những người xung quanh họ tổn thương mà họ không hề hay biết. Chính vì vậy nên là cảm xúc nó là cái phần không thể thiếu các bạn. Nếu như mà nói theo một cái quảng cáo nào đó là nước là một phần tất yếu của cuộc sống, thì nếu mà các bạn không có cảm xúc thì các bạn rất khó để cảm thấy cái sự tồn tại của các bạn. Tuy vậy cái điều đáng nói ở đây đó là phần lớn chúng ta bị cảm xúc chi phối. Cảm xúc chi phối tức là các bạn để cảm xúc của các bạn nó xuất hiện và nó dẫn dắt các bạn làm một điều gì đó mà các bạn không muốn hoặc là các bạn không biết là các bạn đang bị dẫn dắt. Ví dụ như là trong những thời điểm cuối năm, các bạn thấy là những cái sàn thương mại điện tử họ sell off, họ khuyến mại, họ giảm giá rất nhiều. Khi mà các bạn tiếp cận những thông tin đó thì các bạn nổi lên cái sự ham muốn để mà có được cái rẻ, để mà cảm thấy mình có một lựa chọn đúng đắn, đúng không? Hoặc là để tiết kiệm tiền. Thì những cảm xúc nó xuất hiện liên tục, nó thúc đẩy to move, các bạn nhớ không? Để các bạn mua cái món đồ đó. Nhưng rồi các bạn có xài không? Chưa chắc là các bạn xài. Và những người mà làm marketing, làm truyền thông, họ liên tục để mà họ có những cái hoạt động khác nhau, thu hút sự chú ý của bạn, tạo ra cảm xúc trong bạn và khiến bạn hành động. Để rồi bạn mua những món đồ mà không bao giờ đụng vào hết. Đơn giản hơn nữa là khi ba mẹ nói một câu gì đó các bạn không hài lòng. Các bạn biết là ba mẹ muốn tốt cho mình thôi, nhưng mà cái sự không hài lòng nó bắt đầu dâng lên, đúng không? Rồi cái sự giận dữ được nhen nhóm dần dần. Rồi các bạn bắt đầu lớn tiếng với ba mẹ, tranh cãi với ba mẹ. Và kết quả cuối cùng là không ai nhìn mặt nhau hết. Sau 1-2 tuần chiến tranh lạnh, không ai nói với nhau câu gì hết, đúng không các bạn? Thì các bạn đôi khi các bạn không muốn tranh cãi đâu, nhưng mà các bạn không làm chủ được cảm xúc của mình. Các bạn để cảm xúc của các bạn làm chủ á, thành ra là các bạn hành động và không biết là tại sao mình phải hành động. Trong khi đó sự thật đến từ cảm xúc các bạn, đến từ cảm xúc. Khi mà chúng ta lớn lên ở cái môi trường Việt Nam hoặc là châu Á thì phần lớn chúng ta ở trong cái trạng thái là chúng ta đè nén cảm xúc các bạn. Chúng ta đối diện với cảm xúc đó, chúng ta sợ nó quá, chúng ta ngại vì nhiều lý do khác nhau nữa. Chúng ta đè nó xuống, chúng ta chạy trốn nó hoặc là chúng ta làm quá cái cảm xúc đó lên. Thì với những cái hoạt động đó thì chúng ta không hiểu được cảm xúc các bạn. Tại vì sao? Bất kỳ cảm xúc nào nó đều có những cái thông điệp của nó. Và mỗi thông điệp cảm xúc nó đều giúp chúng ta hiểu được là chúng ta cần phải làm gì và không làm gì. Khi mà các bạn hiểu được thông điệp của cảm xúc các bạn không bị nó chi phối nữa. Tại vì nó nói với các bạn là hãy giận dữ đi, các bạn không giận dữ nữa. Nó nói với các bạn là hãy hy vọng đi, các bạn không hy vọng nữa. Nó nói với các bạn là hãy lạnh lùng đi, các bạn không làm nữa. Thì các bạn không còn bị cảm xúc nó chi phối nữa các bạn. Tuy vậy để mà mình hiểu được những cái thông điệp của cảm xúc và mình không còn bị nó chi phối thì nó sẽ phải có một cái khoảng thời gian thực tập và hiểu biết nhất định về cảm xúc. Cũng giống như các bạn tập lái xe đạp thôi. Đâu có thể nào mà các bạn ngồi lên xe đạp các bạn lái ngay được, đúng không? Các bạn sẽ ngồi lên xe đạp và thử nhiều cái bộ phận khác nhau của cái xe đạp, té vài lần, đúng không? Trầy tay trầy chân và học thêm những bài học cho mình. Rồi các bạn mới có thể lái được chứ. Trong năm vừa rồi thì mình có mở 2 lớp học về cảm xúc và mình thấy những sự thay đổi rất rõ rệt các bạn.
Và mình cam đoan với các bạn là các bạn hoàn toàn có thể làm chủ được cảm xúc của các bạn, không cần bị nó chi phối nữa khi các bạn có sự nghiên cứu và thực hành. Trong quá trình mà mình hướng dẫn học viên của mình cũng như là mình trải nghiệm thì mình phát hiện ra ba cái điều rất quan trọng của chuyện thực hành về cảm xúc của bạn. Điều đầu tiên là các bạn cần phải có sự chấp nhận. Cho dù cảm xúc nào xuất hiện các bạn cũng phải chấp nhận hết. Ví dụ như là sự lo lắng, sự bất an, sự sợ hãi, rồi sự phấn khích, các bạn đều phải chấp nhận hết. Cảm xúc nó tới là các bạn phải chấp nhận. Khi các bạn không chấp nhận nó thì các bạn rất khó để hiểu được nó. Bước đầu tiên vô cùng quan trọng là phải chấp nhận nó, sau đó mình mới tìm hiểu nó các bạn. Còn nếu mà các bạn không chấp nhận như các bạn vẫn hay làm thì các bạn sẽ không hiểu được nó đâu. Bản chất thứ hai của chuyện thực hành cảm xúc, để hiểu về cảm xúc, đó là mình phải đối diện được với những cái cảm xúc mà nó hơi khó khăn, nó hơi khó chịu các bạn. Khi một ai đó chê bai các bạn, đương nhiên là cái cảm xúc nó sẽ xuất hiện. Mình rất là phẫn nộ, mình rất là khó chịu, đúng không? Nhưng nếu mà mình có khả năng mình hít thở, mình điều chỉnh, mình tiếp tục mình nghe người ta nói, và sau đó thì mình tìm hiểu thật sự người ta muốn nói gì với mình. Lúc đó thì mình không cần bị chi phối về cảm xúc nữa các bạn. Hoặc là khi mà các bạn đối diện với những tình huống khó khăn thì các bạn sẽ thường xuyên có sự lo lắng, lo âu, đúng không? Và nếu như các bạn đối diện được với sự lo lắng, với sự lo âu, mình ngồi ở đó, mình nói wow, xin chào, bạn lo lắng. Tôi biết là tôi lo lắng, bạn cứ tới đi, tôi ngồi đây, tôi quan sát bạn. Khi mà các bạn quan sát được cái người bạn đó rồi thì người bạn nó sẽ không quấy rối nữa. Tại vì phần lớn thời gian mình không có nhìn cảm xúc là một người bạn các bạn. Mình nhìn cảm xúc như là một kẻ thù á, nên là mình không có hiểu được nó. Vậy nên khi mà các bạn có thể ngồi xuống đối diện với những cảm xúc có phần khó khăn thì đó là một cái sự phát triển rất là tốt để các bạn có thể điều chỉnh và hiểu thực sự thông điệp mà những cảm xúc đó mang lại. Và cuối cùng thì cái bản chất của việc thực hành cảm xúc của các bạn là khi mà các bạn có khả năng thực hành cảm xúc rồi thì các bạn rất là dễ để mà đối diện với những cảm xúc của người khác. Khi mà mình đối diện với những cảm xúc của mình rồi, mình hiểu nó như thế nào rồi, nó giống như các bạn biết đường rồi đó. Mình quen đường rồi. Thì khi mà mình gặp đối phương thì mình sẽ cho đối phương thời gian để xử lý vấn đề của họ. Tại vì mình biết là ai cũng phải đối diện với những cảm xúc khó khăn thôi các bạn. Cuộc sống này nó là như thế mà. Cảm xúc thì nó xuất hiện liên tục. Và mình đối diện thì người khác cũng phải đối diện chứ. Và khi mình hiểu được điều đó rồi thì mình cho người ta không gian để người ta có thể đối diện với những cảm xúc mà họ cần phải đối diện. Làm được điều đó thôi thì nó là một sự chuyển biến vô cùng lớn các bạn. Lớn lắm. Mình thấy là khi mà mình thực hành cảm xúc trong năm 2020 này rất là triệt để và liên tục và đều đặn á, thì mình chỉ nhớ được đâu đó khoảng tầm 5-6 lần mình hơi khó chịu với vợ của mình, với những người thân của mình. Và 5-6 lần tức là 2 tháng một lần nữa các bạn, rất ít. Vì mình có thể quan sát được cảm xúc của mình rồi, mình đối diện với những cái lần mà mình có những cảm xúc khó chịu rồi. Và khi đó thì mình biết là mình cần phải làm gì, chứ mình không quá là vội vàng để chạy theo những cái thông điệp mà cảm xúc nó gửi tới mình. Câu hỏi cuối cùng đó là làm sao để thực hành. Thì thật ra là để thực hành bất kỳ điều gì nó cũng cần cái sự hiểu biết, cái sự trải nghiệm và cần thời gian cũng như là phương pháp. Trong khóa học này như mình nói, mình sẽ không thể nào hướng dẫn cho các bạn từng bước được. Mình sẽ để ở dưới một cái link, đó là những cuốn sách mà các bạn có thể đọc để mà thực hành trí tuệ cảm xúc. Khi mà các bạn bắt đầu đọc sách rồi thì các bạn giống như là học thêm một số từ vựng, học thêm một số cấu trúc và bắt đầu có thể điều chỉnh với những cái trải nghiệm trong cuộc sống của các bạn. Tuy nhiên nếu mà cần phải nhớ điều gì đó, và cái điều này mình đã trải nghiệm rất là nhiều lần, đó là đừng vội vàng với bất kỳ cảm xúc nào. Dù đó là những cảm xúc rất là dễ chịu hay là những cảm xúc khó chịu, đừng vội vàng. Hãy dành một chút thời gian, một phút thôi các bạn, không nhiều đâu, một phút thôi. Nhìn ngắm nó, quan sát nó, rồi mới có những quyết định tiếp theo. Thì khi đó các bạn thấy là mình sẽ thay đổi rất là nhiều trong cách mà mình hiểu cảm xúc của mình. Và khi mình hiểu được cảm xúc của mình rồi thì mình sẽ tương tác với những người xung quanh của mình rất là khác. Mình hy vọng là cái bài học này nó có thể khiến cho các bạn có thêm một chút động lực, một chút cảm xúc. Ha, để các bạn thêm những cái bước tiếp theo trong cái hành trình các bạn tìm hiểu về cảm xúc. Và biết đâu trong năm tới các bạn cũng học được những bài học rất hay về cảm xúc thì sao. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài học tiếp theo của Vui Lên.